Hello anh em, đã quay trở lại với kênh của Minh Baker. Ở ngoài nó đục lỗ hơi ồn chút xíu anh em. Thì như tiêu đề đó, hôm nay mình có một con xe 35 triệu. Anh em đoán là con nào? À, con này hả? Hay con này? Hay là con cá mập? Đùa anh em tí thôi. Chứ nó chính là con Su GX này. Thì mình kiểu như bán tri âm cho anh em thôi. Cái con này đó là mình mua của em trai là sinh năm 1997, tên là Thảo, ở Phan Thiết nha anh em ha. Là mình mua là 41 triệu hay 42 triệu rồi đó, nói chung là tầm bốn mấy á. Nhưng mà hôm nay là dịp Tết thì mình muốn để cho anh em 35 triệu. Anh em mà Thảo có coi clip này thì cũng biết là Thảo bán cho mình nhiều ha. Thì để cho anh em 35 triệu chỉ một con duy nhất này thôi ha. Con xe là biển số thành phố Phan Thiết đó. Thì mấy đứa em mình nó đang tháo cái này ra rửa rồi, chút nữa ráp lại sao ha. Nhưng mà mình gấp quá mình phải quay clip liền cho anh em xem. Nè anh em coi nè, dĩ nè. Xe can nha, chứ không phải là xe tàu lao nha anh em nha. Nè dĩ mượt, rất là mượt luôn, không một vết xước đó, anh em thấy chưa. Rồi xe là đương nhiên là phải zin, phải can rồi. Xe zin, zin từ con ốc luôn nha anh em. Ốc máy nha anh em nha. Còn cái này phải nhiều anh em nói đội xe zin thì đương nhiên người ta tháo vàng áo ra, người ta lắp xi nhan thì ta đâu còn zin nữa. Đó, như con bên đây, con bên đây thì một đứa em mình cọc rồi mà sao lâu lên lấy quá. Ý là sao mấy anh em dạo này cọc xe không lấy liền, cọc còn để cho anh em khác mua, cọc xong rồi để đó luôn à. Con này là cọc rồi nè, con kia cũng cọc rồi. Con này thì mình về để ưu tiên cho mấy anh em để xem clip thôi. Em có thể quay quay cho anh em xem nè. Smart cây ha, thì con những con này có smart cây. Con xe này là mình chỉ nhận anh em lên mua trực tiếp thôi nha, chứ nhiều anh em mua mấy anh em mua xe mắc tiền thì đa số mấy anh em lên xem trực tiếp, và còn đa số mình bán mấy xe rẻ mấy anh em kêu bắt mình ship rồi bắt mình tùm lum hết. Mà đa số mấy anh em mua xe thì nên coi lên coi trực tiếp thì sẽ tốt hơn ha anh em ha. Đây đây smart cây, để lên cho anh em coi. Rồi đề nè, nó xi nhan đó cho anh em coi. Con này là có sợi mắc cây đồ xài rất là tiện lợi, chìa khóa mở yên đồ tùm lum hết. Rồi đó, thì con này coi, cái này không có chày, chỗ này không có chày, chỉ có trên cái bình xăng ốp vô á, bảo vệ bình xăng thì nó chạy chút xíu. 35 triệu cho một con xe mô tô. Bô zin nè, xi nhan nè, xi nhan độ nha anh em ha, yên nè, đuôi nè. Đó, không một lỗi lầm ha, bao anh em test. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu thêm vài em nữa. Con này con Z1000 mình để chân. Z1000 này mình để chân ha. À, anh em mua thì đồ chơi nó hơi bị nhiều á, heo Rambo, cổ bô, rồi em quay cho anh em coi. Anh em mua thì giá nó cũng chát lắm, nhưng mà đa số mình để chân thôi, chắc mình cũng không có bán đâu. Đó, lên gần full đồ chơi rồi, carbon đồ đầy đủ rồi. Rồi tiếp theo là cái hàng đặc biệt nè, em thấy con bò đỏ này không? Anh em thấy con bò đỏ này không? Con bò nó đỏ lè đỏ chót à. Rồi, thì em này là siêu mới luôn, 2000 cây, quay cho anh em xem. Chuẩn bị bò tới con Ninja 400 nha. Rồi em này thì sổ bảo hành đầy đủ, mua chính hãng nè, còn nguyên, mới tin. Cờ vạt em mới để trong rồi đó, còn nguyên mới tin, tháng 12 2020. Đó, biển số 77554. Xe mới tin nha, không một vết chạy luôn cho anh em nha. Nè anh em nhìn quay, quay cho anh em coi bình xăng nè, trong đây thấy đẹp đẹp không? Đó, thấy chưa anh em? Bao liếm luôn. Đẹp đẹp. Bao liếm luôn, đây là đây nè, quay hết luôn tổng thể luôn. Nói chung là bao liếm cho anh em luôn á. Nói chung là nó mới như rắc à. Tem nhãn năng lượng còn luôn. Nói chung mới lắm anh em. Anh em coi trong clip là anh em sẽ thấy rồi. Bao mới luôn, thì cho anh em nghe tiếng bô bốn mấy ha. Con này thì mình bán là 218 triệu bao rút hồ sơ nha anh em nha. Bao rút hồ sơ 218 triệu. Bao mới luôn. ABS trước sau 650 phân khối. Đó,
mới tin à. Mua giờ chỉ có giọt thôi anh em nè. Cái này mua giờ chở người yêu là thôi. Quá đã luôn. Em quay em trong clip em thấy cái độ mới của nó không? Cực kỳ can luôn nha, bao anh em không bết xước luôn nha anh em à. Rất là mới, 2000 cây, bò 650. Rồi con này Ninja 650 400 km, từ dắt từ hãng ra là bán luôn, là anh em thấy biết rồi ha, có clip rồi ha. À, này Ninja 650. Rồi, anh em coi con bò đá chưa nè, anh em coi nè. Từ cái tay nè. Bao mà lem luôn, anh em thấy không? Anh em thấy chưa? Để gì anh em mới thấy rõ nè, quay cận luôn nè, thấy không? Mà anh đẻ không? Quá đã luôn á anh em, coi mình khoái khoái chảy nước miếng luôn á. Rồi, tiếp theo là em Ninja 400. Ninja 400 này hot lắm nè. Thì có đồ chơi rất nhiều, bảo vệ các nước nè. Dàn ốc titan nè, anh em thấy không? Dàn ốc titan nè, xe bánh zin mới tinh luôn, xe can lắm anh em. Có chống đổ nè, quay cho anh em xem chống đổ nè, thấy không? Đó. Rồi quay dàn áo ha, dàn áo nè, mới tinh luôn nè, anh em thấy không? Đó. Rồi qua đây nè cho anh em coi. Ốc nhớt nè. À, là bên lên bình dầu nè ha. Ốc nhớt nè. Rất là đẹp, rất là can luôn. À, hai chiều khóa zin đầy đủ luôn, y chang cái con CBR kế bên luôn. Con này là chạy 12.000 cây. Nè cho anh em nghe tiếng máy. Mà lên mấy cái bảo vệ bình xăng rồi nè, anh thấy không? Con Ninja 400 thì có báo số trên đồng hồ đầy đủ, anh em chơi rất là thoải mái, hai chìa khóa zin đầy đủ nè. À, ốc titan, rồi xe này ốc titan nhiều lắm. Rồi biển số 85 nha anh em nha. Con này biển số 85 bao rút hồ sơ luôn nha. Mình bán là 117 triệu bao rút hồ sơ nha. Anh em nào không rút hồ sơ là sẽ bớt cho anh em 2 triệu luôn á. Đây là Ninja 4. Biển số 85, này biển số 77. Tất cả đều bao rút hồ sơ luôn nha anh em nha. Anh em muốn ký ủy quyền hay là cái gì cũng được. À, mấy xe ở đây toàn là một chủ đập thùng luôn ha. Xe này là chủ đập thùng mới luôn ha. Con này 35 triệu vẫn là một chủ đập thùng từ đầu luôn nha anh em nha. Một chủ đập thùng từ đầu, con này là một chủ đập thùng từ đầu. Con này là một chủ mua trong hãng dắt ra. Con này vừa dắt ra khỏi hãng là bán. Rồi, tiếp MR15 đời mới này thì đã có đứa em mình đặt cọc rồi. Thứ 6 này qua lấy ra cũng đẹp lắm, mấy ngàn cây. Cũng là một chủ mua từ đầu luôn. Bên mình là có chiên thu mua xe, phân khối lớn, phân khối nhỏ, với lại có trao đổi luôn. Ví dụ anh em muốn đổi từ SH lên mô tô cũng có, đổi từ tay ga khác hoặc là xe khác là mình vẫn có hỗ trợ luôn nha. Giao lưu bù trừ hợp lý. Rồi, chiếc Ben Đức 310 này 110 triệu. Đây rất là đẹp. Xe này bữa mình cho hãng chân là mình lời được 7-8 triệu á. Cho trưng bày 1 tháng 2 tháng thôi á là kiếm được 7-8 triệu rồi anh em. Rất là đẹp, Ben Đức 310. À, rất là đẹp luôn. À, con này thì khách mua bên mình đặt rồi nha. À, rồi giới thiệu cho anh em con này nữa là CBR500. Là con này khách mua bên mình là nhờ lên đồ chơi, anh em thấy không? Cho anh em coi nghe cây bô có 1.2 triệu rất là đã luôn. Cái này là mình chỉ nhận lên xe cho mình bán thôi nha, chứ anh em ở ngoài là không nhận nha anh em ha. Hai nghe đã không? Cái này mình chỉ nhận lên cho anh em nhà mình mua xe bên mình thôi, chứ anh em ở ngoài mình không có nhận làm mấy cái dịch vụ này ha. Cái dịch vụ này tốn sức lắm. À, con bên đây con lâu lâu cho anh em nghe tiếng cá mập của mình ha. Con này về bữa thứ 6 này mình sẽ cho nó lên một bộ tem nữa, đặc trưng cái thương hiệu mình, nó giống như con Z1000 vậy đó. Cái chai chìa khóa để trong kia rồi. Mình sẽ đề tiếng bô để lấn át tiếng tiếng gì ở ngoài kia, tiếng xây nhà ở ngoài kia. Ồn quá anh em à. Đây, để lấy chìa khóa cho anh em nghe. Anh em theo dõi ha, con bò này ngon mà Ninja 4 cũng ngon, con nào cũng ngon á. Lấn át tiếng ngoài kia mới được.
tắt luôn rồi đó. Rồi lên lại kìa, lên lại thôi, nhây ghê luôn rồi, nhây ghê. Giờ quay gì nữa ta, hết rồi. À, quay xe quá ken rồi, giờ quay gì nữa. Anh em nào mua thì cứ liên hệ cho mình số điện thoại 0916640653 hoặc là inbox lên bay hoặc là Zalo. Số điện thoại cũng vậy luôn. Đây quá đã luôn. Cho anh em coi Ninja 4 á với lại Ninja 650 nó khác nhau nha. Còn Ninja 650 á nó nhìn chắc chắn hơn và đẹp hơn và nó mạnh hơn, nó bao mạnh và bao khủng luôn. Ninja 650 cái đồng hồ rất là đẹp. Này quay đồng hồ cho anh em xem. Ninja 4 đồng hồ nó còn hơi cổ lũ sĩ xíu. Kawasaki thấy không? Đó. Hiện Kawasaki Oro là thông số nằm đây hết. Đồng hồ nhìn nó giống như là cái điện thoại mà mấy anh em hay coi GRV á, mấy anh em coi phim Nhật Bản á, y chang vậy luôn á anh em à. Nó to to y chang vậy á, lại tiếng đua đã nó lực hơn Ninja 4 nhiều. Con này mà so với Ninja 4 là Ninja 4 là không có bằng đâu. Nè anh em coi dòng tua cũng đẹp nữa, qua đây coi. Thấy không? Đẹp không? Chỗ này là báo số nè, chỗ này là báo số nè. Trên video á nó vậy thôi, ở ngoài nhìn nó sắc nét hơn nhiều. Nhìn nó sắc nét hơn nhiều, lại con này chưa bảo hành lần đầu luôn mà. Anh em mua về là anh em 1000 cây là ra hãng là người ta thay nhớt mới cho. Đó. Rất là đẹp, mấy bình xăng đã lắm anh em, xe can nhìn đã lắm, xe can mà anh ngồi anh em ngắm cũng được. Đầy đủ đồ chơi cơ bản, chống đổ đồ này nọ. Rất là sướng. Đó. Còn Ninja 400 thì nhìn nó cũng na ná thôi anh em, nhưng mà nhìn kỹ nó khác liền. Nó có một đĩa à, anh em coi nó có một đĩa rồi đó anh em, con này hai thanh đĩa đôi nè. Bánh to hơn nữa. Mình mới thấy là mình con này mình mới thấy là bao liếm rồi, đã ghê luôn á, thiệt luôn. Nó mới tin là màu đỏ nữa, cái màu đỏ anh em mà đi nắng nhiều á là nó mau xuống lắm, mà con này nó ken ơi là ken luôn, màu đỏ nó thiệt. Quay ở trong nhà cỡ này rồi mà quay ở ngoài trời sao em nữa, em quay ở ngoài trời là nó còn nhức nách hơn nữa. Nãy giờ quay mới quên mở đèn luôn, nãy giờ quay clip mà mình quên mở đèn luôn á, ở trong nhà mà còn vậy nè. Để anh coi coi. Ở trong nhà mà còn ken xà beng à, bóng như hộp nhãn luôn anh em. Con này là anh em đi là an toàn lắm nha, dễ chịu lắm. Rồi thứ hai là mình chở người yêu lên rất là ok. Ví dụ là mình là 1m70 thì mình ngồi lên thì rất là thoải mái. Đây anh em. Anh em 1m65 vẫn có thể ngồi bình thường. Đó, anh em quay cái chân cho anh em coi. 1m65 mà ngồi rất là bình thường. Đó, chạy rất là sướng. Đồng hồ cũng đẹp nữa, bây giờ xe bây giờ đồng hồ nó lên giống như điện thoại di động ấy anh em. Nhìn cái màn hình nó phẳng đẹp lắm. Đây có báo số nè, anh em mới tập chơi rất là ok. Báo số, đó. Giờ giấc rồi này nọ, số km đi được rất là ok. Con này tiết kiệm xăng lắm, con này 20 cây một lít á anh em à, 20-21 cây một lít á. Đó, em Ninja 4 thì cũng sướng nữa. Đẹp, con Ninja 4 nè, em nhìn nè, có bình xăng nè. Em nhìn bằng bình xăng đi. Nhìn nó rảnh em nặng mụn được luôn á, đúng không anh em? Anh em nhìn anh em nó giá ha. Nặng mụn được thấy không nè, nó kê mặt tôi vô nè, em quay dưới đây, thấy không? Thấy mặt không? Thấy mặt anh không? Nặng mụn được luôn anh em, ghê không? Sao mà mấy anh em đi xe giữ xe mới hay thiệt chứ. Cái này không phải mình giữ là mình mua về đó, mình chỉ là một phần là mình lau, mình rửa sạch sẽ rồi mình lau sạch rồi mình đánh bóng lên thôi. Nó đẹp là một phần ở cái người trước người ta chơi, người ta giữ đẹp là xe nó đẹp. Người trước người ta phá xe thì cỡ nào về làm cái máy nó cũng không đẹp anh em à. Công nhận mấy anh em này giữ xe thì giữ xe mình thấy thích luôn á, có nghĩa là cái cách mà anh em giữ xe mà khi mình lấy con xe về mình cảm thấy thích luôn. Nó bóng mà nó mới về mình chỉ cần lau nhẹ, mình đánh nhẹ lên thôi là xe mới à. Chứ bây giờ cái xe cũ mà anh em để phai màu sơn theo năm tháng á thì nó không bao giờ mới được. Nãy quên lưu ý anh em lên xe mô tô á, không những là xe của mình hay là xe của người khác hay là xe ở đâu cũng vậy, chịu khó giơ cái chân cao lên xíu đúng không? Tại anh em biết sao không, cái lực mà anh em á ngồi trên xe nè, anh em bước xuống mà anh em không giơ chân cao thì cái chân nó sẽ đập vô cái này nè, em quay đây nè, cái chân nó sẽ đập vô cái này nè, mà cái lực nó tác động rất là lớn là nó dễ chạy mấy cái bên hông.
lưu ý nha, nhất là mấy con xe bọt. Nên anh em á xuống xe anh em phải dơ cao lên xíu. Đó, phải nhìn cái chân mình. Chứ không rồi cái lực, cái giày của anh em, cái lực nó đánh vô đây nè, rất là dễ hư sơn và dễ bể dàn áo luôn. Cái lực, cái gót giày á nó rất là kinh khủng nha anh em. Nên anh em lưu ý là lưu lên bước xuống xe là phải đánh cái chân xíu không? Đánh cái chân xíu, đánh chân nha, đúng không? Đánh thét là sái háng luôn anh em ơi. Anh em cọc này là anh em cọc lâu rồi, chờ xe về luôn á. Cọc rất là lâu rồi, chờ xe về luôn. Anh em thấy không? Anh em giữ xe cho nó đẹp kinh khủng luôn. Đây cũng là một người em chơi với mình. Xe này là cũng một người em chơi với mình rồi à. Sau này lên CC bán cho mình. Đó, mấy anh em giữ xe quá tuyệt vời thì mình đâu còn gì để nói đâu. Đó, con xe này phải đẹp rồi. Trời ơi, con này. Ôi, con này phải đẹp rồi. Đây là con Z 1000BD. Anh em cứ gọi nó là Z 1000BD ha. À, còn cá mập thì mình đang suy nghĩ cái tên cho nó. À, chắc xong bộ tem mình sẽ đặt cho nó một cái tên. Chắc là cá mập mắc lòi hả? Cá mập gì, đặt cái gì? Cá mập. Mập hả? Đang suy nghĩ cho nó một cái tên. Một là cá thòi lòi hoặc là cá lau kính gì đó, lạ lạ đi. Chờ xong bộ tên mình sẽ đặt cho nó một cái tên. Con này nè, con này một anh em lịch sử mình gửi ngay, con này anh em đi lính anh em để lại cho mình nè, cũng rất là đẹp. Đi lính để lại, đi lính để lại, người ta nói là cái gì đó, cái gì người ta nói gì, 2 năm đi lính em không đợi đó, đi lính về thấy bạn gái dắt theo chờ, dắt theo ấy đó, nói lung tung quá nó quên hết lum đó. Con này là em mới đi lính nó để lại cho mình. Mình có một người em của mình. Đây là con này mình kể lịch sử cho. Con này là ngày em đi lính nó để lại cho mình. Rồi một người em của mình là mua CBR 250 bên mình, dắt một người bạn qua mua nữa. Đó, thì anh em nói đây, khi anh em chịu khó anh em bán á, anh em chăm chút cái chiếc xe một xíu, kiểm tra kỹ xe một chút xíu, rồi anh em chăm xe hơn một chút xíu, thì khi mình bán ra khách mình, nó khách mình ta chơi đi, người ta thấy thích, người ta thấy thích thì đương nhiên người ta sẽ giới thiệu anh em bà con dòng họ người ta tới người ta mua. Anh em nghĩ đây, một người á, thì dòng họ người ta tới 20-30 người, thì 20-30 người đó mua á, thì làm gì có xe đủ cung cấp. Anh em thấy chưa, đó là một cái hình thức bán hàng. Mình bán tốt thì anh em sẽ giới thiệu rất là nhiều người tới đó. Rồi con này là con này coi như là quà tri ân những anh em chơi Tết. Thì thường thường á, những anh em mà mua xe, những con xe rẻ á, thì đa số là anh em mới tập chơi hoặc là điều kiện ít cho phép, cho nên mình rất chăm chút mấy con này. Mấy con này thì anh em bao test cho anh em luôn, anh em ra chạy thử, xe nào bên bán là cũng cho anh em ra chạy thử. Anh em xuống tiền là chạy thử, chạy không bưng chỗ nào thì trả lại chỗ đó. Đó, chạy không bưng chỗ nào mình trả lại cho mình. Đó, hầu như những con xe mình về mình đều kiểm tra kỹ lưỡng. Con này là lát nữa mình lắp cái dè vô, tại vì mình phải quay sớm mà thiếu người, nên là thợ lắp dè cũng là thợ cameraman luôn. Đó, cho nên là mình chưa có lắp vô được. Con này hả, anh em nhìn kỹ đi nè. Một chủ thì nó sẽ khác, thấy không? Nó sơn nhám nó còn rất là đẹp. Đó, sơn đầu rất là đẹp, sơn zin ròn rất là đẹp, anh em thấy không? Đây nè, anh em nhìn vô là biết sơn phân biệt sơn zin hay là sơn lô. Đó, sơn zin hết anh em thấy không? Đó, nè, tem zin, sơn zin. Anh em nhìn đi, rất là đẹp luôn. Đó, làm gì có con xe nào 35 triệu đẹp như gì nữa. Rồi, ok anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Hầu như là những con xe đây là Minh cho anh em nghe tiếng máy hết rồi đúng không? Cá mập Ninja 400 mà mình xin nhắc lại thôi, Ninja 400 là 100 nãy mình anh đang nói nhiêu quên bà nữa rồi. Giờ không nhớ luôn á, cameraman cũng nhớ luôn. Rồi 117 triệu bao rút hồ sơ hả? Con này là 218 triệu, con bò đỏ là 218 triệu bao rút hồ sơ. Con Ninja 650 là biển số Sài Gòn. Anh em nào mà lấy luôn cây bô full system 8 triệu á thì là 175. Còn anh em nào mà lấy bô jean á là 170 nha anh em, 650. Con Ninja 650 400 cây dắt từ hãng, còn bảo hành chính hãng luôn. Con này cũng còn bảo hành chính hãng luôn, con bò cũng còn bảo hành chính hãng luôn. Rồi con 500 bán rồi, con R15 dưới bán rồi. Con Ben Đúp là 110. Rồi con ở dưới đây cũng bán rồi. Trong kia còn mới xe là mấy anh em cọc lâu lắm rồi, còn mới xe ở phía trong nữa, là mình để phía trong luôn, cũng mấy anh em cọc lâu lắm rồi. Đó, rồi cảm ơn anh em.
đã xem clip của Minh Biker. Chúc anh em có một mùa Giáng sinh thiệt là vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ nè, rồi tới Tết Tây vui vẻ nè, rồi tới Tết mình chúc mừng năm mới nè, rất là nhiều lễ luôn, chuẩn bị sắp tới rất là nhiều lễ, nhưng mà mình cảm thấy là mình không có được vui anh em, tại vì cả một cái mùa dịch rồi ai cũng khó khăn vất vả hết. Thì rồi thôi, như coi như là cái mùa lễ này coi như là mình ngẫm nghĩ lại cái đại dịch vừa qua, chứ thực chất là đại dịch vừa qua ai cũng khó khăn hết đó. Nếu như mà không có đại dịch đó là hả anh em chơi một cái chỗ khủng lồ hơn à, chứ không phải là chơi tại nhà đâu. Mình tại nhà là mình núp dịch á. Coi như là chúc anh em cố gắng giữ sức khỏe và gia đình của anh em cũng có nhiều sức khỏe hơn, để chúng ta có một cái mùa lễ thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Thì đây là những lời chúc chân thành của mình dành cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip và ủng hộ cho mình trong thời gian qua rất là nhiều. Và anh em xem kênh nhớ bấm đăng ký kênh hoặc là bấm chuông để cho những cái clip mới nó sẽ hiện lên nha. Còn anh em mà không bấm vô cái chuông á, cái chuông trên cái kênh YouTube thì ra clip mới anh em không có nhận được. Rồi chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em nhiều sức khỏe.